máy massage xung điện có sạc lại được hay không. Còn Sơn xin chào bà con ha. Hiện tại trên thị trường thì có rất là nhiều dòng máy là xài pin thường và pin sạc. Đây là dòng máy xài pin sạc, nó rất là thời trang ha, nó đẹp giống như cái điện thoại vậy đó. Thì mình có cắm vào hai cái con dây, mỗi con dây là hai miếng dán để massage. Và khi mình cắm sạc á, tầm khoảng 20 phút đến 30 phút mà sử dụng được rất là nhiều ngày của chú anh chị ha. Cái máy rất là đẹp nè. Đó. Rồi, còn cái máy thứ hai là cái máy là xài pin thường. Cái máy xài pin thường thì mình sẽ xài những viên pin 3A như vậy nè. Đó, nó sẽ biến điện từ 3V sang xung điện để massage. Thì cái này bà con ở dưới quê mình hay chọn dòng này. Tại dòng máy này nó xài rất là bền, tại pin hết thì cứ bỏ ra. Thì cái máy này nó rẻ tiền hơn, nhưng mà nó ít chức năng, dễ sử dụng cho người lớn tuổi. Bên cạnh đó, bà con mình có thể chọn cái dòng pin sạc này nè ha. Mình bỏ vào, mình xài cũng được, nhưng mà rất là mắc tiền. Cái trừ khi gia đình mình có sẵn cái cục sạc và pin sạc rồi thì mình có thể chọn cách này. Còn nếu mà cô chú anh chị mình nếu xài pin sạc thì nên chọn hẳn cái dòng xài pin sạc nha. Còn không thì mình mua xài bình thường này hết, mình bỏ pin ra, máy này nó sẽ rẻ hơn và bền hơn cô chú anh chị ha. Bên cạnh đó có những cái dòng rẻ tiền mà trên thị trường bán á, là có tặng theo cục sạc rất là rẻ luôn. Còn Sơn khuyên cả nhà mình đừng có sử dụng những dòng như vậy, đầy cái cắm trực tiếp vào xài điện lưới, nó sẽ biến thành điện DC 3V, sau đó nó chuyển thành xung điện. Nhưng mà lỡ cái máy nó trục trặc, những hàng mà không rõ nguồn gốc nó trục trặc thì đang cắm trực tiếp điện lưới nhà, cực kỳ nguy hiểm nha, nó sẽ dễ bị điện giật cho anh chị nha. Nên là khi xài bất cứ máy nào cũng nên tách khỏi điện lưới nhà nha. Một là xài pin rời như vậy, còn hai là xài pin sạc, khi sạc xong rồi hãy xài. Rồi chúc cô chú anh chị mình nhiều sức khỏe, có gì thắc mắc thì gọi cho Hoàng Sơn nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại bà con mình ở video sau.